Theo Bộ Y tế, đến nay, cả nước đã ghi nhận khoảng 10 người nhiễm virus Zika, trong đó lần đầu tiên phát hiện một cháu bé 4 tháng tuổi ở Đắk Lắk bị trứng đầu nhỏ, nghi là do virus Zika gây ra. Về trường hợp này, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa cho biết tuần tới sẽ công bố rõ nguyên nhân dẫn đến trứng đầu nhỏ của cháu bé này. Cháu bé bị mắc trứng đầu nhỏ tên là Hờ Lệ, 4 tuổi, người dân tộc ED ở huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, khi mang thai cháu hơn lệ 3 tháng, người mẹ có triệu chứng sốt và phát ban. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tiến hành xét nghiệm 5 lần, thì cả 5 lần đều cho kết quả là trong cơ thể của người mẹ và cháu bé đã có kháng thể đối với virus Zika. Chứng tỏ trước đó, cả hai mẹ con đều nhiễm virus này. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang phối hợp với Đại học Nagasaki, Nhật Bản để xét nghiệm cháu bé có mắc chứng đầu nhỏ là do virus Zika hay do những nguyên nhân khác. Các chuyên gia y tế cũng cho biết, hầu hết những người bị nhiễm virus Zika có biểu hiện lâm sàng nhẹ và tự qua khỏi. Tuy nhiên, nếu thai phụ bị nhiễm virus này trong 3 tháng đầu thai kỳ, có thể dẫn đến nguy cơ dị tật đầu nhỏ ở thai nhi với tỷ lệ từ 1 đến 10%.